Trong ngày mùng 3 Tết, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán bởi câu chuyện cái tát của mẹ mà anh đăng tải trên trang cá nhân. Nội dung của dòng trạng thái xoay quanh câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên. Người con trong bài viết cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát. Anh viết rõ nội dung cùng cái tát. Mấy năm trở lại đây năm nào mày cũng nói câu này nhưng năm nào mày cũng ăn. Trước Tết thì mày gào lên là chờ đợi, là mong muốn. Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến rồi mày chê. Mày là đồ ăn cháo đá bát. Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không? Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào. Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ tiếp. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Con phải biết cái khó của mẹ con. Vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, rồi nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái Tết vui vẻ hơn. Mẹ mày có đòi hỏi gì đâu. Phải biết chấp nhận và chia sẻ, chứ đừng tự cho mình cái quyền phán xét như thế con ạ. Ở cuối bài, nghệ sĩ Xuân Bắc nhấn mạnh nhân vật tôi ở đây chỉ là tôi văn học. Dòng trạng thái viết về cái tát của mẹ xoay quanh chiếc bánh chưng nhưng dưới dòng bình luận, nhiều khán giả lại cho rằng anh ám chỉ về Táo Quân năm nay. Dù chương trình đã kết thúc được hơn 3 ngày, dư âm của nó vẫn đọng lại trong khán giả, nhiều ý kiến khen chê tiếp tục về Táo Quân. Có người nói thẳng quan điểm không hài lòng về Táo Quân 2023 và chỉ trích chuyện Xuân Bắc mượn cái tôi văn học để phản pháo. Trước những ý kiến này, nghệ sĩ Xuân Bắc hiện vẫn im lặng.